kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký của cựu mũ xanh phan công tôn viết về người bạn tù thưa quý vị bài viết này để tưởng niệm lê xuân đèo người bạn cùng khóa chín liên trường võ khoa thủ đức đã ngã gục trong lao tù cộng sản Đầu tháng 6 năm 1975, tôi trình diện học tập cải tạo ở trường tá Be, Sài Gòn. Ba ngày sau, bị chuyển lên trại Long Giao, Long Khánh. Được vài tháng thì chuyển về trại suối Máu ở Biên Hòa. Vào tháng 5 năm 1976, bị chuyển ra Bắc bằng tàu Sông Hương, một tàu của Việt Nam thương tín được cải danh khởi đi từ bến Tân Cảng Sài Gòn. Trại cải tạo đầu tiên trên đất Bắc là trại 2 ở Sơn La. Sau hơn vài tháng ở Sơn La thì được hành quân chuyển trại về Hoàng Liên Sơn. Sau một ngày di chuyển bộ với hành trang nhẹ, nhưng cũng rất ngất ngư vì phải vượt qua đèo Lũng Lô, một đèo thật cao giáp ranh Sơn La và Hoàng Liên Sơn chúng tôi đi trong mây suốt chặng đường từ lưng chừng đèo phía sơn la cho đến gần cuối chân đèo phía hoàng liên sơn tối đầu tiên chúng tôi tạm dừng nghỉ chân ở một trường học sáng hôm sau tiếp tục hành quân để về trại mới đến khoảng xế chiều trong khi đang lội bì bóng qua một cánh đồng nước chúng tôi nghe tiếng gọi ơi ới của một cán bộ đang cầm cái đài trong tay vừa đi vừa nghe bản tin quan trọng. Người cán bộ này báo cho các đồng chí khác biết tin mà chúng tôi vô tình nghe lóm được. Bác Mao vừa qua đời đêm qua. Thành ra ngày chúng tôi đến một trại mới có một mốc thời gian đặc biệt để ghi nhớ, đó là ngày 10 tháng 9 năm 1976. Chẳng vàng tối thì chúng tôi đến trại trại có lẽ mới được dựng lên bởi một đơn vị bộ đội hay một đơn vị nông trường nào đó. Trên các triền đồi chung quanh, có rất nhiều lán trại dành cho khung của cán bộ và bộ đội. Riêng phần cuối chân đồi chỉ vòn vẹn có một nhà bếp và bốn lán dành cho khoảng 500 tù cải tạo. Các lán được làm bằng nứa kể cà phê, mái và sạp nằm chung quanh các lán toàn cỏ dại và cứt bò, kích trâu, vương vãi khắp mọi nơi, kể cả bên trong các lán. Chúng tôi đã đến trại 6 Hoàng Liên Sơn, nằm trong hốc núi của xã Khe Thắm. Thời gian này, trại vẫn còn do bộ đội quản lý. Cán bộ thông báo để tất cả các trại viên nắm và quán triệt. Họ nói, kế hoạch trại ta trước mắt là củng cố xây dựng trại đồng thời bắt tay vào lao động sản xuất tổng thể đơn giản chỉ có thế nhưng cả trại phe ta đều biết mình sẽ phải bỏ biết bao mồ hôi biết bao công sức và sẽ đánh đổi biết bao mạng sống cho công trình đơn giản này việc đầu tiên cho ngày hôm sau là lên rừng chặt cây về xây hàng rào trại hàng rào trong, hàng rào ngoài, cổng lớn, cổng nhỏ, tròi canh, trạm gác. Ta làm mọi thứ thật là kiên cố để nhốt chính ta thôi. Sau khi làm rõ chắc chắn rồi mới tiếp tục làm hội trường, nhà sĩ, nhà tiểu và tất cả các thứ linh tinh khác. Dĩ nhiên các công trình tiện ích này chỉ được khởi công xây dựng sau khi đã hoàn tất các nhà công và nhà kỷ luật. Còn lao động sản xuất nữa chứ? Một rừng giang bạt ngàn phía nam của trại và cách trại khoảng 3 số đường chim bay. Phải đốn tất cả giang để mang về trại. Những cây giang phải dài từ 8 mét trở lên và phải to ít nhất bằng cổ chân trở lên. Đó là tiêu chuẩn bắt buộc. Sau mỗi ngày lao động, Giờ nghiệm thu thật là đứng tim Những bó giang không đạt chất lượng Thì sẽ bị bất Ngoài việc nhận khiển trách và cảnh cáo Ngày hôm sau lại phải làm bù số lượng thiếu của ngày hôm trước Cộng với chỉ tiêu của ngày hôm đó Giang được tập trung để sản xuất về miền xuôi Trên nguyên tắc trại được nghỉ lao động ngày Chủ nhật Nhưng cứ hai hoặc ba tuần bọn chúng lại bắt trại phải tình nguyện đóng góp lao động xã hội chủ nghĩa một ngày chủ nhật và cứ như thế tù bị thúc từ đằng sau cứ hồ hởi phấn khởi tình nguyện tham gia ngày lao động xã hội chủ nghĩa đều đều sau khi các rừng giang được đốn hết rồi đợi vài hôm cho các cành giang nhỏ và lá giang héo khô tù phải đi đốt các rừng gian vừa được đốn xong. Giai đoạn kế tiếp là trồng sắn trên các rừng gian cũ, với cho đốt gian trở thành phân bón. Thật đúng là một khoa học hiện đại của xã hội chủ nghĩa. Ngoài công tác phát quang và trồng sắn, trại còn được đóng góp với một nông trường địa phương bằng cách xây dựng một tuyến đường chạy ngang qua một ngọn núi phía bắc của trại với những thân xác ngày càng gầy guộc vì đói với những cánh tay trần khẳng khiu với những chiếc cuốc cùn giống như sức cùn của tù và vẫn sức người là chính tù phá núi làm đường việc đầu tiên là phải hạ tất cả các cây lớn nhỏ của vùng núi dự trù sẽ phóng đường đi qua kể cả đánh bật tất cả các rễ cây có nghĩa là phải gọt sạch phần trên của núi trước đã. Công tác kế tiếp là vỡ đất núi ra và chuyển khối lượng đất đó xuống vực. Giai đoạn này có hai khâu chính, khâu vỡ đất và khâu chuyển đất. Khâu vỡ đất, dụng cụ duy nhất là cuốc và xà beng. Khâu chuyển đất chỉ có 3-4 xe cải tiến, tăng cường để chuyển các tảng đá lớn. Phần còn lại thì do tù khiêng bằng sọt hoặc dùng trang. Trang là một miếng gỗ dài khoảng thước rưỡi, rộng khoảng 4 tấc, được đóng thêm một khung tay cầm và một sợi dây. Trang được sử dụng bởi hai người. Người phía sau cầm khung tay cầm ấn miếng gỗ xuống đất, giống như người thợ cày cầm cái cày, còn người phía trước choàng sợi dây vào cổ như con trâu kéo cái cày để kéo đất đi mục đích dùng trang để kéo đất từ một điểm này đến một điểm khác cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng thì ngọn núi cũng được bạt đi và một con đường đã được hoàn thành để nối vùng khe thắm với một nông trường xa xôi nào đó ngoài ra trại còn có các bộ phận khác như các đội mộc đội cưa xẻ đội rau xanh đội chăn nuôi và dĩ nhiên có cả đội cấp dưỡng hay còn gọi là đội anh nuôi để cung cấp thức ăn, đói triền miên, đói mua năm mỗi ngày cho toàn trại. Đi tù cải tạo, nhất là cải tạo tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa mà nói tới cái đói thì cũng bằng thừa, bởi vì chữ đói nó đó đã dính liền với chữ cải tạo từ những năm 1900 lâu lắm rồi. Biết thế, biết vậy nhưng không nói cũng không được, vì không nói ra nghe nó anh ách từng tức thế nào đấy. Có thể nói ra để mọi người cùng nghe, cùng thông cảm, cùng chia sẻ và cùng ngậm ngùi. Theo thông cáo của cái được gọi là Ủy ban quân quản thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1975 thành phần ngụy quân ngụy quyền bị trình diện riêng biệt theo từng cấp bậc hoặc chức vụ do đó khởi đi từ các trại ở trong nam cùng cấp bậc thì ở chung cùng trại những năm đầu khi đó bắc cũng vẫn như thế dần dần về sau do sự biên chế một hình thức sáu bài giữa các trại với nhau nên tạo ra các trại hỗn hợp hầm bà làng với nhiều cấp bậc khác nhau kể cả các thành phần phục quốc từ sau năm 1975. Từ trong Nam ra đến miền Bắc, tôi thường được ở chung với một số bạn cùng cấp bậc và cùng đơn vị cũ. Mãi đến năm 1976, bắt đầu thì trại hai Sơn La, người bạn cùng khóa duy nhất tôi có dịp ở chung đó là Lê Xuân Đèo kể từ ngày ra trường vào tháng 12 năm 1960. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Đèo. Qua chuyện trò, được biết một số tin tức về đời sống của nhau từ sau ngày chia tay ở quân trường. Về đời sống riêng tư hoặc đời sống tại đơn vị của thời trước 1975. Dĩ nhiên, qua câu chuyện, khi nhắc về thời gian cùng quân trường và đặc biệt là cùng chung khóa thì ôi thôi biết bao là kỷ niệm tâm lý chung của con người kỷ niệm đầu đời nhất là vào tuổi đôi mươi lúc nào cũng được ghi đậm nét với những cái vụng về những cái ngây ngô nhưng rất đáng yêu của một thời trong quá khứ có được một người bạn cũ cùng đưa nhau về kỷ niệm ngày xưa đặc biệt là trong thời gian tù hãm này thì còn gì quý hơn nữa tôi và đèo tình thân như được nối lại và được hâm nóng thêm để tưởng chừng có thể làm giảm bớt được cái giá lạnh của thời tiết và cùng chia sẻ nhau cái cùng khổ của kiếp đỏa đầy. Ngày đầu tiên khi gặp lại đèo, tôi nhớ lại ngay tới câu chuyện không thể nào quên được của khóa chúng tôi. Không biết do ban giám khảo của cuộc thi cắt cớ nào hay do những quan sát, so sánh và đánh giá nào của các bạn cùng khóa, mà có sự truyền khẩu rất ư là đồng tình qua việc tuyển lựa và xếp hạng về cái can trường của giới mày râu trong khóa. Nhất trưởng nhi đeo Trong câu chuyện vui, tôi nhắc đến sự xếp hạng này, đeo cười và chua thêm. Đời tao chỉ toàn là thứ nhì thôi khi ra đơn vị tao cũng được xếp hạng nhất đống nhì đèo tôi cười phá lên và nói hạng nhì quân trường hạng nhì toàn quân thôi bây giờ tao cho mày cái giải xuất sắc cải tạo cho đủ bộ tam sen. đèo cũng cười theo nhưng khua tay nói bây giờ tao không cần giải gì ráo trọi chỉ cho tao thêm một củ khoai mì phụ trội cho ấm lòng cải tạo là đủ lắm rồi tôi còn nhớ hình ảnh đèo to cao rắn chắc cộng với cái vẻ bẩm trợn mà hóm hình của jim briner trong phim the king and i nhà vua và tôi mà tôi đã xem từ thuở xa xưa đèo cũng kể tôi nghe một số chuyện vui khi đi học khóa tổng quản trị căn bản hoặc những mẫu chuyện buồn vui của đơn vị. Chức vụ và đơn vị cuối cùng của đèo là chỉ huy trưởng trung tâm 2, tuyển mộ và nhập ngũ tại Nha Trang. Đèo tâm sự thêm là năm 75, sau khi mất Nha Trang, đèo đã đưa được gia đình vào Sài Gòn và đã xoay sở để cả gia đình được đi Mỹ vào mấy ngày chót của tháng 4 75 đèo không cùng đi với gia đình lúc đó vì định chạy về nhà một người bà con sắp xếp một số công việc giờ chót bị kẹt lại rồi đi ở tù đèo hỏi về trường hợp của tôi tại sao mày kẹt lại tôi chỉ vắn tắt tao không kẹt tao chỉ quyết định ở lại mặc dù tao có phương tiện ra đi đèo tức tối nói sao mày không có vậy tôi vặn lại Sao không hỏi mày đó? Mày để bị gạt ở lại. Như vậy có khùng không? Đèo năm chiêu một lúc rồi nói. Thôi, thắc mắc làm gì cho mệt. Đôi giày nó còn có số. Mình đi tù cũng có uh, number mà. Cả hai cùng cười sảng khoái. Nụ cười bất chợt, hiếm hoi. Như cố che đậy những u ẩn, những bất trắc sẽ chụp xuống không biết vào ngày en hay giờ J nào của tương lai. Một tương lai chỉ thấy mịt mù như âm khí của vùng núi rừng Việt Bắc. Trại khe tắm nằm cuối một con đồi, sau lưng đồi là một rạng núi cao, một con suối không sâu lắm bao quanh mặt trước của trại. Con suối này là nguồn nước duy nhất của tù. Tắm nhặt cũng nước suối nấu ăn cũng nước suối. Con suối ở vào vùng trũng coi như một thùng chứa tất cả các chất thải từ hai bờ, đặc biệt là những xóm mường ở rải rác chung quanh nguồn nước. Thôi thì cứt trâu, cứt bò, kể cả cứt người thỉnh thoảng trôi lều bều, diễn hành hiên ngang trước mắt tù như một thách thức một triều người. Nhưng ngày qua ngày, Tù cũng tự hòa nhập với những chiêu ngươi và thách thức đó. Lâu rồi đời mình cũng quen. Khoảng hơn ba tháng sau ngày đến trại khe thắm, khi mọi tiện nghi của trại được coi là ổn định bước đầu, thì hình hài của mọi người tù được ghi nhận xuống cấp trông thấy rõ. Lúc đó đang bắt đầu vào đông, trời hoàng linh sơn, lạnh quá. Tù phải mặc tất cả các thứ được gọi là quần áo vào người để chống rét cho nên ít nhận ra được sự xuống cấp nhưng sau lúc lao động về ra suối tắm tù nhìn nhau mới bắt gặp những cái dung nhan mùa đông của nhau những đôi má lõm sâu những đôi mắt cũng lõm sâu ngơ ngáo lạc thần những cái bụng lép kẹp nhăn nhúm những bộ xương sườn xương sống nhô lên Mỡ thịt mông biến mất hồi nào làm tăng thêm sự vươn cao ngạo nghễ của đôi xương mông cộng với những ống chân ống tay khẳng khiu càng tô điểm thêm cho tù cái dáng dấp của cái được gọi là con người ở vào thuở hồng hoang nhưng nỗi kinh hoàng của tù lúc bây giờ ngoài cái lao động khổ sai ngoài cái đau ốm bệnh tật ngoài cái đói cái rét còn chịu thêm nỗi lo sợ ám ảnh Kiểu nặng mỗi chiều xuống đêm về Số là thời gian này cán bộ và bộ đội trại Đang có phong trào luyện tập võ thuật Mấy anh bộ đội trẻ hiếu động Cách kiểu ngựa non háu đá Giật với nhau chắc là không thích thú lắm Nên bèn lấy tù đó làm vật tế thần để giật võ Đêm đêm vào trại tuần tra với được bất cứ tù nhân nào sơ ý vi phạm kỷ luật cho dù vi phạm thật sự hay chẳng vi phạm gì hết và với những lý do vu vơ như ra ngoài để đi đại tiện hay tiểu tiện mà không báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy cách hoặc báo cáo bố láo vân vân và vân vân bởi vì quy định của trại là ban đêm trại viên nào ra ngoài đi tiểu đi tiểu đi tiêu đều phải báo cáo, không cần biết có hay không có cán bộ. Khi báo cáo phải báo cáo rõ to. Ví dụ báo cáo cán bộ tôi xin ra ngoài đi tiểu, hoặc khi xong rồi thì cũng phải báo cáo. Báo cáo cán bộ tôi đi tiểu xong, xin trở về buồng. Tù nào bị cho là vi phạm sẽ bị đưa ra vùng hàng rào cấm để làm con nộm cho cán bộ hoặc bộ đội dợt võ. Khi thì bị một hoặc hai cán bộ bộ đội dợt, khi thì bị bề hội đồng bởi bốn, năm cán bộ bộ đội. Trại nào cũng có hai lớp hàng rào cách nhau khoảng 15 mét. Vùng đất giữa hai hàng rào gọi là vùng hàng rào cấm. Dĩ nhiên tù không được xâm nhập vào vùng này nếu vi phạm có nghĩa là có ý đồ trốn trại cán bộ bộ đội đưa tù ra vùng hàng rào này để giật võ có hai điều lợi thứ nhất tránh xa các tù khác trong trại sợ có phản ứng thứ hai nếu tù lỡ bị chết thì liền đổ lỗi cho là tù vượt trại và bị xử lý tại chỗ một số tù là nạn nhân của những đêm giật võ đã tay cho các bạn thân khác để chuẩn bị phòng thủ thụ động. Lỡ khi bị làm nạn nhân, đừng có đứng hoài một chỗ để tránh bớt các cú đá song phi. Khi té xuống cứ giả dạ bộ nằm ép luôn. Nên nằm úp để tránh các cú đạp và đấm vào lồng ngực, bụng và vùng hạ bộ. Nằm úp xuống nhưng phải vòng tay thủ phần đầu và ót. Chấp nhận những cú đá, những cú chặt, những cú đấm hoặc cú đòn bằng cùi trỏ trong vùng không có gì bảo vệ như lưng, mông và hai chân. Thời gian đó tôi và Đèo cũng thường rù rì cho nhau những bí kiếp khẩu quyết để phòng thân. Và cũng từ đó chúng tôi bắt đầu chứng kiến nhiều bản tù gục ngã và rơi rộng. Lý do không phải hoàn toàn là nạn nhân của huấn luyện võ thuật mà bởi nhiều lý do khác như tai nạn lao động, kiệt sức vì lao động, đau yếu, bệnh tật mà không có thuốc men, hoặc vì quá đói nên khi đi lao động đã ăn nhầm những thứ độc như nấm độc, trái cây độc, cóc độc vân vân. Phía đông của trại khoảng 4 cây số có hai địa danh rất quen thuộc với mọi người tù trại khe thắm, đó là đồi máu chó và đồi 500. Đồi máu chó là tên của địa phương đã có từ trước Vì vùng này có một loại cây rất đặc biệt Gỗ mềm Lõi cây khi hạ xuống có một dòng nước sền sệt Màu đỏ máu Dân địa phương gọi là cây máu chó Còn đồi 500 Chắc là tù phe ta đặt Vì đây là ngọn đồi ít hầu Muốn lên làm cây rừng ở vùng đồi núi bên kia Phải vượt qua nó trước đã mà muốn tới đỉnh đồi phải vượt qua khoảng 500 bậc tam cấp thiên nhiên tạo bằng các thân cây, rễ cây hay các gộp đá. Đồi có độ dốc khá thẳng đứng, leo lên tới nơi là thấy lùng bùng lỗ tai rồi vì hai lý do cao độ và hơi thở dồn dập. Nhiều bạn tôi còn đặt cho mấy cái tên khác nhau như đồi bá thở, hoặc đồi le lưỡi. Tuy nhiên tên đồi 500 vẫn được gọi thông dụng hơn. Rồi một hôm, đèo được một bạn tù cùng đội sóc nách kè về từ bên kia đồi 500. Dĩ nhiên chỉ tiêu lao động trong ngày không đạt được vì phải bỏ lại hiện trường lao động. Vì đèo và tôi ở hai đội và hai lán khác nhau. Chiều hôm đó khi về trại, tôi mới biết tin của đèo tôi qua thăm đèo thấy đèo nằm thiêm thiếp hơi thở khò khe đèo cho biết có lẽ vì đói bụng nên xây sẩm mặt mày và hai chân muốn sụm đi không nổi nữa người tù đội trưởng chạy đi báo cáo cán bộ để xin cho người kè đèo xuống núi về trại cứ tưởng đèo bị xỉu sơ sài chỉ nghỉ lao động một hai ngày là có thể hồi sức lại nhưng không phải vậy đèo cho biết lúc còn ở trại suối máu biên hòa đèo đã bị bệnh kiết lỵ hơn một tháng nên bị mất sức từ đó đến khi chuyển ra trại hai sơn la bắt đầu lao động nặng thật sự sức khỏe chẳng những không hồi phục mà càng ngày càng tệ thêm rồi từ khi chuyển về trại khe tắm chế độ lao động càng nặng hơn nên sức khỏe của đèo càng giảm sút rõ rệt những năm đầu khi mới ra Bắc, bộ đội còn quản lý tù và chưa có quy chế thăm nuôi. Ngay cả quy chế nhận quà tiếp tế của gia đình cũng chưa có, nên tù chỉ dựa vào phần ăn của trại là chính. Mà phần ăn của tù toàn là bắp, khoai mì, khoai lang, dòng giềng, tức củ chuối tây, bo bo, bột mì, liên xô, vân vân Ăn với chút nước muối mà chỉ được nuôi ăn, khoảng 1 phần 3 nhu cầu, trong khi lao động thì cận lực phải 100%. Do đó, cái đói triền miên, cái đói muôn năm vẫn theo sát và ám ảnh tù. Sáng, trưa, chiều, tối, chẳng được nghỉ, chẳng thấy gì cả ngoài đói. Đói, đói, đói và đói, đều bị rơi vào hoàn cảnh đói chung của tù và cứ thế kiệt sức dần dần. Trại khe thắm có một ông cán bộ quân y sĩ. Ông này dáng tầm thước, nước da trắng trẻo, không có nét gì của ba đời bần cô nông hết. Nhưng ông ta lại là một cán bộ rất chuyên chính và rất sắt máu. Lúc nào ông ta cũng lầm lì, nét mặt khó đăm đăm, không một chút tình người và cũng chưa bao giờ thấy ông ta cười hết trong trại có một bác sĩ bác sĩ nguyễn hoa lý cựu chỉ huy trưởng một quân y viện ở cần thơ thay vì để bác sĩ lý làm y công trại thì cán bộ quân y sĩ bắt bác sĩ lý đi lao động nặng bên ngoài rồi bắt anh tù lê văn lương làm y công trại khổ một nỗi về kiến thức y dược thì anh lương cũng chỉ là một tay ngang như các bạn tù khác mà thôi. Theo tổ chức của trại tù, ngoài các tù đội trưởng, y công trại cũng là một chức sắc. Nhiệm vụ của anh y công này là theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe của tù. Đặc biệt là vào sáng sớm trong những ngày lao động. Ai có đau ốm gì phải báo cáo với anh tù y công để anh này khám bệnh. Sau đó sẽ quyết định hoặc được cho vài viên thuốc hoặc vẫn phải đi lao động như bình thường chỉ khi nào tù bệnh thật sự và gần như sắp đi tàu suốt thì anh lương mới chạy đi báo cáo với cán bộ quân y sĩ để được đặc ân cho nghỉ một ngày lao động còn thường thường thì anh lương chỉ sờ vào trán rồi phán một câu đi lao động thế là phe ta vẫn anh dũng tay dao tay cuốc xuất trại tháng nào may mắn lắm có được một số thuốc cho tù thì đó là cả một sự kiện lớn và anh lương rộng rãi ban cho mấy anh tù đến khai bệnh mỗi anh ba viên xuyên tâm liên rồi lùa họ đi lao động từ khi đi ra bắc tù mới nghe và biết về thần dược xuyên tâm liên này đau đầu sổ mũi chân, trặc tay, đau lưng, đau gối, đau bụng tiêu chảy, đau ngực, kể cả đau tim, xuyền, đau phổi, bước đi không nổi vì kiệt sức vân vân đều được chữa trị bằng xuyên tâm liên. Nói tóm lại với bá bệnh trên cõi đời ô trọng này, nếu tù lỡ vướng phải thì đã có xuyên tâm liên và chỉ có xuyên tâm liên mà thôi có nhiều người tù ốm nặng uống xuyên tâm liên vào rồi vẫn đi tàu suốt dài dài do đó anh em tù chế thêm một cái tên mới cho thần dược xuyên tâm liên đó là xuyên tâm tiễn mũi tên mà bắn xuyên qua tim thì không đi đong cũng uổng cái sự đau ốm bệnh hoạn của tù nói chung và của trại khe thắm nói riêng nó là như vậy đấy đèo dĩ nhiên không những biết mà còn kinh nghiệm, còn thấm đòn hơn ai hết. Nằm nhà, nghỉ lao động được hai hôm thì cán bộ quân y sĩ trải xuống tái khám. Theo lời kể của đèo, cán bộ quân y sĩ chỉ sờ và trán đèo, không thấy sốt lắm và quyết định cho đèo đi lao động lại với cái toa thuốc ghi là ốm vờ vịt, chây lười lao động thật ra đèo đâu phải bị cảm sốt đèo bị kiệt sức vì thiếu ăn thiếu dinh dưỡng và lao động quá sức có trình bày cách mấy nhưng cán bộ quân y sĩ không nghe còn cho là đèo bôi bác chế độ sáng mai cứ xuất số lao động lời phán như một lệnh truyền và y công lương chỉ theo đó mà thi hành lệnh của cán bộ quân y sĩ làm sao mà đi lao động nổi hỡi trời trời quá cao đâu nghe thấu chỉ có lời trình bày lên cán bộ quân y sĩ nhưng đã bị bật lại thôi đành cố gắng vác dao xuất số ngày hôm sau sáng hôm sau đội của đèo phải đi chặt cây làm rui mè ở đồi máu chó giờ xuất số lao động anh em tù ai cũng nhìn đèo với rất nhiều ái ngại trời đã vào đông, cái lạnh của vùng núi khe thắm càng thêm cắt ruột. Những người tù như những hình nộm vì phải bận thêm nhiều quần áo vào để chống rét. Họ lặng lẽ, khấp khiển rời trại trong làn sương mờ đục lúc ban mai. Với những bước chân nhẹ như bấc và chập chờn như những bóng ma trời, và vẫn với những tiếng thét gào hung hãn từ những cái bụng lép kẹp, đói mèo, cái đói hồi tố của đêm hôm trước, cái đói hồi tố của mấy ngày hôm trước, cái đói hồi tố của những tháng ngày tiếp nối từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiều hôm đó, sau khi lao động về, tôi chạy qua lán của Đèo để hỏi xem hôm nay Đèo lao động ra thế nào. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Đèo đã nằm trên sạp nứa từ hồi nào với thế nằm co quắp và hơi thở nặng, đứt quãng. Đèo theo thảo kể tôi nghe là đã lên tới đồi máu chó, chỉ chặt được mấy cây làm ruôi rồi bị ngất xỉu. Bồn cũ tái diễn, anh đội trưởng báo cáo cán bộ quản chế và cán bộ quản giáo. Họ đến hiện trường lao động và sau khi đánh giá tình hình cụ thể rồi mới cho một anh bạn tù khác dìu đèo về trại anh nói tao cố gắng tối đa nhưng tao quá kiệt sức tao làm không nổi đèo thều thào bên tai tôi như vậy rồi từ hôm đèo được nằm tại lán dưỡng bệnh cả tuần lễ không thấy cán bộ quân y sĩ xuống tái khám đèo rất mừng vì chỉ sợ ông ta ứa gan khi thấy đèo vẫn còn ăn vạ tại chỗ và cho đèo cái toa thuốc ốm vờ hoặc chay lười lao động thì thêm khổ thân. Cái bệnh thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng và kiệt sức thì chỉ cần có thêm thức ăn bồi dưỡng và thêm một số thuốc bổ tấp vào thì sau một vài tuần là có thể hồi phục được ngay. Khổ nỗi đều đang bị rơi vào tình huống xấu nhất của trại lúc bấy giờ. Về thực phẩm, trại đang trong thời kỳ ăn, dòng, diện tức là củ chuối tây khi nhai trong miệng củ giông giềng nát ra như một chất nước lỏng nhưng rất ít chất tinh bột chỉ được một điểm lợi là lợi tiểu ngoài giông giềng trại còn được ăn bánh đập tức là bột mì của liên xô trộn với nước thành cục bột véo một cục bột nhận vào một khuôn hình hộp vuông làm bằng gỗ có tay cầm đây là một hình thức cân đong đo đếm làm sao cho kích thước của mỗi cục bột tương đối bằng nhau rồi trở ngược khuôn gỗ đập mạnh xuống bàn cho cục bột trong khuôn rớt ra cục bột này được hấp chín và trở thành một khẩu phần tù đặt tên cục bột hấp này là bánh đập mỗi bữa cơm tù được phát cho hai hoặc ba muỗng nước muối trong tù cấm dùng muối hột vì sợ tù trữ muối hột để trốn trại. Ngoài ra lâu lâu, may mắn lắm thì được mỗi tuần một lần, tù được ăn một bữa canh toàn quốc. Tức là loại canh rau cải, rau dền hoặc rau tàu bay, nhưng số lượng rau quá ít so với cái chảo quá lớn. Từ cọng rau này đến cọng rau kia phải bơi mất mấy tiếng đồng hồ mới tới được một hình ảnh cường điệu tù thường mô tả và dĩa với nhau nhìn vào chảo canh rau cải chỉ là những nét chấm phá tô điểm thêm tí màu xanh cho đời tù vốn đã xanh lơ nói tóm lại nồi canh chủ yếu toàn là nước nên tù văn vẽ đặt cho cái tên canh toàn quốc thức ăn đã vậy thuốc men thì lại càng thảm hại hơn nữa từ trong nam ra khi đến trại sơn la tất cả thuốc tây đều bị tịch thu nhà nước và bộ đội quản lý các anh sẽ đảm bảo sức khỏe tốt cho các anh các anh không có no cán bộ đã bảo thế nhưng phe ta vẫn nửa tin nửa ngờ nên phần lớn tù vẫn lén lút ém giấu một số thuốc tây để phòng thân qua các cuộc kiểm tra hàng tháng hoặc bất thường ở sơn la một số thuốc tây đã bị tịch thu thêm tuy nhiên phe ta vẫn ngoan cố ém một số mang được về trại khe thắm nhờ vậy mà mấy tháng đầu ở khe thắm phe ta vẫn lén đút truyền tay nhau các loại thuốc bệnh thuốc bổ khi có người cần đến nhưng mới hai tuần trước khi đèo ngã bệnh trại có lệnh hành quân chuyển trại vào ngày hôm sau. Thế là tất cả các loại thuốc Tây ém được lấy ra từ các vách nứa, trên các rui mè, trong các ống nứa làm sạp nằm và tại bất cứ ngóc ngách nào phe ta có thể ém được mà không sợ bị cán bộ phát hiện vân vân. Sáng hôm sau, hành quân chuyển trại, tù với toàn bộ gia tài gói ghém trong những cái sách, những cái túi, những cái ba lô đè nặng trên những đôi vai gầy của những thân xác khẳng khiêu khi cách trại khoảng ba cây số tất cả được lệnh tạm nghỉ để đợi một đơn vị khác đến để tiếp thu tù đợi đến trưa cán bộ trại ra lệnh triển khai tất cả các đội được đứng riêng ra với khoảng cách thật xa giữa các đội các anh sẽ được kiểm tra một lần nữa trước khi bàn giao cho đơn vị mới cán bộ trại tuyên bố như vậy. Thế là tất cả các quản giáo, quản chế và vệ binh súng lại kiểm tra. Mỗi đội từ 30 đến 40 tù được khoảng 15 cán bộ chiếu cố. Kể từ ngày ra Bắc, đây là lần đầu tiên tù được thưởng thức một cuộc kiểm tra lạ lùng và gắt gao như vậy. Trên cánh đồng trống mênh mông, mỗi người tù được Dán ra với cự ly rất rộng Bà bày hàng chợ trời Ôi thôi Thế là công cốc Bao nhiêu thứ biên mật được ém bấy lâu nay Bây giờ phải phơi bày Chiều nay em ơi Một trăm phần trăm Trước những cặp mắt cố vọ Của tất cả cán bộ trại Khẩu lệnh của ban Đưa xuống cho toàn trại Tịch thu hết Tất cả những cái gì Có vẻ nghi nghi ngờ ngờ là bị tịch thu tất cả những thứ mặc dù thấy thì chẳng có gì là nguy hại nhưng có lẽ hợp nhãn cán bộ thì bị tịch thu tịch thu không cần tiêu chuẩn gì ráo trọi từ những cây kim may kim găm cái nút đồng cái gì thuộc về kim loại đều bị tịch thu tất cả muỗng nĩa bằng nhôm bằng inox lon gô tất cả ca gạo, men bằng inox đều bị tịch thu hết. Tất cả thuốc Tây dĩ nhiên là bị tịch thu ưu tiên rồi. Tất cả những cái non buồn cười, non hay hay đối với cán bộ đều bị tịch thu. Có nghĩa là hôm đó lệnh tịch thu tất như lệnh đã ban ra từ lúc ban đầu. Đối với tù, đây là trận thua to trông thấy. Và đau nhất vẫn là các nhà thuốc Tây của Ngụy và các lon gô bằng nhôm. Không còn thuốc Tây thì khi đau ốm biết trông cậy vào ai bây giờ? Thôi, chỉ còn cách duy nhất là trở về với xuyên tâm tiễn. Còn mất mấy cái gô cũng là một vấn đề sinh tử đối với tù. Trước năm 1975, đàn ông con trai chẳng ai thèm để ý tới những cái lon nhôm đựng sữa bột mang nhãn hiệu Gigo. Nhưng từ khi đi tù, nhất là từ khi bị đưa ra Bắc, cái gô trở thành người bạn thân thiết, vật bất ly thân, một loại vũ khí lợi hại, một cái hồ lô biến hóa của tất cả các người tù. Sao các anh có lắm gô thế? Đó là nhận xét của cán bộ trại đầu tiên trên đất bắc trại hai sơn la bởi vì rằng mỗi người tù trong hành trang của họ thiếu gì thì thiếu nhưng nhất định không thể thiếu gô được mỗi tù ít nhất cũng có ba bốn cái có người có cả chục bởi vì công dụng của gô thì nhiều lắm và đa dạng lắm gô đựng thức ăn đặc lỏng đều được hết kín hơi và không xì nước. Khi đi lao động thì đem nước theo uống, nhưng mục đích chính là làm như cái nồi để xử lý những thứ mà cán bộ gọi là linh tinh ca cống. Trong giờ lao động vớ được cái gì từ con dế, con cào cào, con châu chấu, con cóc, con nhái, con ốc sen, đến con ốc ma, nếu lao động ở vùng nước thì từ con tôm, con tép, con cá, con cua, con còng đều được ém vào gô chờ thời cơ đến. Thời cơ tức là giờ giải lao. Mỗi đội có một anh nuôi lo nấu nước cho đội uống và anh nuôi là người duy nhất được phép nổi lửa lên em. Giờ giải lao, phải ta bu quanh bếp lửa của anh nuôi vờ vịt làm như đang uống nước nhưng thật sự là đang xử lý những tang vật nằm trong gô của mình. Chỉ cần cho tí nước sôi vào gô, rồi để ké cái gô cạnh bếp lửa vài phút. Thế là phe ta đã có tí tí protein để làm ấm lòng chiến sĩ. Từ sau giờ giải lao đến hết giờ lao động, nếu kiếm được chút cháo thì làm sao mang về trại, làm sao thoát được sự kiểm tra của cán bộ tài cổng phe ta nghĩ ra cách làm gô hai hoặc ba đáy khi bị xét phần dưới của gô là các thứ linh tinh ca cóng nhưng phần trên của gô chỉ là nước thành ra thoát được êm ru đến mùa thu hoạch sắn kiếm được những đầu mẫu sắn ém vào dưới đáy gô thoát được vào trại làm sao nấu đây có gô là giải quyết tất cả mọi thứ trên đời buổi tối lúc vào buồng kiếm vài cục than đỏ chui vào mền trùm cho thật kín và nấu gô sắn thoáng một cái là gô sắn chín ngay và phải thanh toán gô sắn trong lúc trùm mền đừng bao giờ để hé mền ra vì mùi khoai mì khuếch đại dữ lắm nếu để hơi khoai mì xì ra thì chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này làm sao thoát được tai mắt của các tù ăn ten thành ra nếu thấy cảnh phe ta đi ngủ sớm trùm mền kín mít phải hiểu là phe ta đang ôm ấp em gô gô rất cần thiết quan trọng và hơn thế nữa rất sinh tử đối với tù vì gô dính liền khúc ruột của tù từ mấy năm nay vậy mà giờ đây cả các cô đều bị tịch thu hết em cô ơi sao em đành bỏ ta để vầy duyên cùng với nẫu em ra đi để lại trong ta nỗi buồn này nỗi buồn hơn chấu cắn khác với lời cộng sản thường hô hoán đế quốc mỹ muốn đưa nhân dân ta đất nước ta trở về thời kỳ đồ đá nhưng từ khi mất em cô trại khe thắm thật sự đưa tù trở về thời kỳ đồ nứa mất rồi. Những ống bương, ống vầu thay thế cho em gô để đựng nước, đựng thức ăn. Và ngay cả các dĩa nhôm, dĩa sắt cũng được thay thế bằng các rổ, các rá nhỏ đan bằng giang, bằng tre, bằng nứa. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ kiểm tra, tù buồn so lại thêm thắc mắc không biết sẽ chuyển trại về đâu có lao động căng như trại này không có bị cán bộ đem tù ra làm bia giật võ không nhưng thôi thắc mắc làm chi cho thêm mệt chứ tới đâu hay tới đó đời tù trôi giạt 12 bến nước rồi ra bến nước nào cũng đục ngầu như bến nước sông hồng vậy đợi thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa ủa sao vẫn chưa thấy ai tới nhận tù vậy ta thời gian này tất cả cán bộ trại đang lăng xăng thụ lý các tang vật vừa tịch thu được của tù tất cả được bỏ vào bao hoặc gói lại thành nhiều gói lớn và chuyển ra để cạnh lề đường tù sầm xì bàn tán này nọ nhưng cũng không quên lâu lâu nhìn về phía các núi của bị tịch thu mà nghe trong lòng anh ách. Đã quá giờ ăn trưa, đói quá rồi. Phe ta lấy phần bánh đập ra thanh toán. Vì sáng nay tù được lãnh hai cái bánh đập. Một suất cho buổi trưa và một suất cho buổi chiều. Rất nhiều người ngon trớn đá một lúc cả hai suất rồi lý luận rằng no lúc nào hay lúc đó. Tối nay đến trại mới ta tính sao? nhưng có chuyển trại đâu mà đến trại mới vừa ăn uống xong thì có lệnh thu quân để trở về lại khe thắm tù nhìn nhau lắc đầu ngắn ngẫm lại lục đục trở về mái nhà xưa khi được tin chuyển trại mọi người tù đều náo nức với hy vọng và trông chờ đến trại mới may nó có gì thay đổi hoặc có khá hơn chút nào không nhất là ngay lúc này được thoát khỏi cảnh nín tè mỗi đêm để khỏi bị làm nạn nhân của những đêm giật võ của cán bộ. Nhưng bây giờ phải trở lại nơi mình ghê sợ và hãi hùng thì còn gì khổ sở cho bằng. Nhất là sáng nay đã tung hết tất cả trong lán, những ổ rơm đã vất bỏ hết, các vách nứa đã bị dở ra nhiều chỗ, nóc nhà bằng nứa đã bị bung ra những roi, những mè đã bị xê dịch hay bị giật xuống. Những đầu ống nứa, ống tre, ống vầu đã bị đập bể. Nó tóm lại, những nơi nào phe ta ém thức tây, những thứ linh tinh, những bí mật nhà nghề, tất cả đều bị bật mí. Đoàn tù đang thất hiểu trở về các lán trại tan hoang, nhưng chắc chắn không tan hoang bằng những uất nghẹn đang tung vỡ trong lòng mỗi người tù phải trở về trại khe thắm phải trở về với ông vũ như cần tại sao phải đánh lừa tù vậy tại sao phải gạt gẫm và dối trá ngay cả với những người đã ngã ngựa tại sao và tại sao tù nghe tức uất và văng vẳng đâu đây câu nói ngày nào của ông thiệu Ít ra ông Thiệu cũng để lại một câu nói thấm thía và vẫn còn nghiệm đúng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Tô đã một lần bị gạt, đã nhiều lần bị gạt và sẽ còn nhiều lần bị gạt nữa. Ôi, điệu buồn thấm thía đến ngàn năm sau. Đèo vẫn tiếp tục đầm tại lán sang tuần lễ thứ ba. Tần tường, người bạn nằm sát bên đèo đã lấy thêm rạ về để làm ổ rơm cho đèo dày thêm, được ấm hơn và nhất là để đèo khỏi bị ê ẩm xương như đèo thường than thở. Lúc này, trong đèo rạc hạnh chỉ còn da bọc xương mỗi lần ra khỏi lán để đi tiêu đi tiểu phải có người dìu. Đến lúc này, cán bộ quân y sĩ vẫn không đá động gì đến việc cho đèo đi viện tuyến trên. Thật ra, khi nghe viện tuyến trên, tù hại lắm. Vì từ khoảng 2 tháng trở lại đây, biết bao nhiêu tù được đi viện. 10 người đi thì chỉ có 1, 2 trở lại. Số kia thì chẳng bao giờ thấy trở về nữa. Vài bạn tù sống sót trở lại trại cho biết viện tuyến trên là trạm xá trên đoàn tại nông trường chè trần phú cách trại khe tắm hơn 2 giờ đi bộ tù khe thắm có vài lần lên nông trường chè trần phú nhận lãnh nhu yếu phẩm có vài trường hợp tù ốm nặng được chuyển từ đoàn lên một viện nào đó xa hơn dĩ nhiên là không bao giờ thấy các tù này trở lại do đó tù nào được cán bộ quân y sĩ cho đi viện tuyến trên thì coi như là đi chuyến tàu suốt đi chuyến tàu vĩnh biệt đi trên cái bè của the river of no return con sông không có ngày trở lại tâm trạng của đèo rất là phức tạp nửa mừng nửa lo mừng vì cú đòn tâm lý không được hay bị chuyển đi viện tuyến trên thì coi như mình chưa đến nỗi nào lo vì cứ ở lại khe thắm thì chẳng có thuốc men hay được bồi dưỡng thêm gì hết. Lúc này, đèo mới thấy thấm thiết câu lá lành, đùm lá rách. Thật ra, muốn cho sát nghĩa thì phải nói lá tả tơi, đùm lá te tua. Nhờ vào một vài bản thân đi lao động bên ngoài, kiếm chắc được chút đỉnh gì cũng nhín và lén lút mang về bồi dưỡng cho đèo. Tuần trước, tù được lên hợp tác xã lãnh bột mì cho trại. rút kinh nghiệm của những lần đi lãnh trước kia, tù đã có thêm nhiều sáng tạo. Mỗi tù phải mang khoảng từ 20-25 đến 25 cân bột mì bằng một cái bao vải có hai quai đeo, giống như cái ba lô. Trên đường về, mồ hôi ra ướt lưng và thấm ướt phần bao vải tựa vào lưng khi về kho trại, trút bột mì vào các bồ, trút ngược bao vải và dũ cho bột mì ra hết. Tuy nhiên, vẫn có một phần bột mì dính vào bao vải, trở thành ướt vì mồ hôi. Tù vô tình được hưởng phần dính đó. Về cạo bột dính ra, được một cục bột ướt, lén lút luộc cục bột thì tù có được một cái bánh đập phụ trội nho nhỏ lần sau khi đi lãnh bột mì tù tương kế tự kế làm cho cái bao ướt đẫm thêm bằng cách rưới thêm nước vào bao vải và đựng bột trên đường về trại dĩ nhiên số bột dính nhiều hơn và tù sẽ như vô tình có một cái bánh đập lớn hơn đi lãnh bột mì lần đó tôi và một vài bạn thân khác đã bồi dưỡng cho đèo được một bữa no bụng. Đèo cứ nhắc tôi làm sao để mẹt cho đèo một cục đường vì đèo thèm đường lắm lắm. Tôi chạy đi tìm định con để nhờ định xoay sở dùm. Định con là cái hỗn danh của thiếu tá Nguyễn Phúc Định, thủy quân lục chiến. Cái hỗn danh này đã có trong sư đoàn từ trước 75 để phân biệt với đại tá Ngô Văn Định. Lớn tuổi và to con hơn Lúc này định con Đang làm trưởng bếp trại khe thắm Nhưng định cũng đành chịu thua Vì ngay cả trên khung Cũng không có đường Định nói như vậy Khung đây có nghĩa là khu vực Dành riêng cho cán bộ bộ đội Thường ra Tù rất thèm chất béo về mùa đông Và rất thèm chất ngọt về mùa hè Còn bây giờ đang trong mùa đông mà đèo lại rất thèm đường. Lạ quá, đèo cứ thường nhắc tôi về thèm cục đường lắm lắm. Và tôi thì cứ thúc định con ráng lon đề mẹt cục đường. Một buổi tối như thường lệ, sau khi ăn uống xong, tất cả tù bắt buộc phải tham gia giờ sinh hoạt và học tập báo. Cứ hai lán dồn vào một để cho tiện việc sinh hoạt và kiểm soát lán bốn của tôi dồn có lán ba của đèo. Giờ sinh hoạt này thường bắt đầu bằng kiểm điểm. Phê và tự phê công tác từng cá nhân và từng đội trong ngày. Phổ biến kế hoạch công tác của ngày hôm sau và phần chót là học tập báo. Tức là nghe một anh bản tù đọc tin tức của tờ quân đội nhân dân. Thường thì có một cán bộ trực ban, cán bộ quản giáo, học một số cán bộ khác xuống để theo dõi và cầm trịch tức là chủ tọa và điều khiển buổi sinh hoạt đêm nay có cả cán bộ quân y sĩ đến tham gia khi tất cả tù của hai lán đã ngồi ngay ngắn trên sạp và trên ổ rơm cán bộ trực ban đi một vòng để kiểm tra xem tù đã chấp hành nghiêm túc chưa khi đi ngang chỗ đèo đang nằm ông ta hỏi Sao anh này lại nằm là thế nào? Mấy tù ngồi gần đồng thanh lên. Dạ thưa cán bộ, anh đèo bị ốm nặng ngồi không nổi. Bất ngờ cán bộ quân y sĩ từ đằng xa nhào tới. Anh đèo hử? Anh đèo hử? Ốm đau cái gì? Cứ vờ vịt quen thói. Có ngồi lên không thì bảo. Vừa dứt lời, ông ta quát mấy tù ngồi gần đèo. Vực anh ta dậy mấy người ngồi gần đỡ đèo ngồi dậy để cán bộ quân y sĩ bớt cơn thịnh nộ ông ta ném tia nhìn giận dữ vào mặt đèo rồi nói ngày mai tôi cho anh đi lao động rồi ông ta hầm hầm bước đi đến gần cuối lán và ngồi xuống sạp theo dõi sinh hoạt gần hai tiếng đồng hồ sau buổi sinh hoạt chấm dứt trước khi về lán tôi ghé qua chỗ đèo. Đèo nằm thiêm thiếp, hơi thở nặng nề và đang rên nho nhỏ. Trần tường đang căng dùng cái mồm cho đèo, miệng lầu bầu. Đau nặng như ri, sáng mai măng ráng đi lao động nội. Trên đường trở về lán bốn, tôi cứ miên man suy nghĩ về đèo. Sáng mai đèo sẽ xử trí ra sao đây? Đi tiểu đi tiêu còn phải có người đỡ huống gì là đi lao động nếu không đi nổi thì sao cán bộ quân y sĩ sẽ áp dụng biện pháp gì sẽ đi đèo tới cỡ nào chắc lúc nãy ông ta nổi giận nên nói như vậy thôi có thể ông ta sẽ đổi ý vào sáng mai nhưng ông này hắc ám lắm ông này rất sắt máu và không có một chút tình người ông ta dám đẩy đèo đi lao động lắm chứ không chơi cho đến khi đã lên ổ rơm và ngay cả khi ổ rơm đã ấm chỗ tôi vẫn cứ miên man suy nghĩ và thắc mắc dùm đèo cho đến lúc ngủ thiếp đi tin đèo chết lan nhanh trong trại sáng hôm sau lúc tù đang chuẩn bị cho một ngày lao động tôi đang đánh răng đằng sau lán nghe vậy vội chạy sang thăm đèo Trần Tường đang lăng xăng thu dọn đồ cá nhân của đèo để riêng ra bên cạnh xác đèo. Tôi thấy trên đầu sạp đèo nằm, Tường đã để một cái chén đựng một cái rưỡi bánh đập. Tường cho biết một cái bánh đập là phần ăn chiều hôm qua của đèo, nhưng đèo ăn không nổi. Còn nửa cái bánh đập kia là phần ăn gối đầu của Tường. Mặc dù đói meo, nhưng trong trại đang có phong trào gối đầu nghĩa là tù đứt ruột để cắt một phần bánh đập để dành phần gối đầu sẽ được ăn vào ngày hôm sau và ngày hôm sau cũng cắt gối đầu cho ngày kế tiếp và cứ như thế việc làm này được coi như một tìm mua cảm giác và tạo tâm lý phồn vinh làm như ta đang có của ăn của để hoặc như có lực lượng trừ bị để phòng khi hữu sự vậy mà. Tường nói, tao để phần bánh đập này để cúng nó. Và Tường kể thêm là, đêm qua đèo quậy dữ lắm. Nó cứ tranh trở lăn qua lộn lại vừa rên la nho nhỏ. Từ sau nửa đêm, tao ngủ thiếp đi. Sáng thức dậy, lúc cuốn mùng cho nó, tao mới biết nó đã chết rồi rồi tường kể thêm là đã đến báo cáo với đội trưởng để đội trưởng đi báo với y công lương ở lán hai nhìn vào chén đồ cúng tôi thấy xót xa tội nghiệp và thương đèo biết bao nhiêu nỗi ray rứt vụt hiện đến trong tôi vì tôi biết mình vẫn còn mắc nợ đèo tôi còn nợ đèo một cục đường lời của đèo như còn văng vẳng bên tai tôi mày ráng đề mẹt cho tao một cục đường tao thèm cục đường lắm lắm mày ơi cục đường đề mẹt chưa có thì bây giờ đèo đã chết rồi nhiều lần tôi đã từng đại diện tư lệnh sư đoàn tham dự các lễ truy thăng truy tặng cho các chiến sĩ cùng đơn vị tại nghĩa trang quân đội biên hòa các nghi thức dĩ nhiên là buồn và cảm động nhưng thật uy nghi và niềm tự hào của gia đình bạn bè thân thuộc vẫn còn đó như điều an ủi hình ảnh được đi đậm nét và đầy xúc động là hình ảnh chiếc quan tài được phủ lá quốc kỳ việt nam cộng hòa lá cờ vàng ba sọc đỏ như cuốn trọn như ôm ấp hình hài tử sĩ để tiễn đưa họ về không về nơi miền miên viễn còn bây giờ đèo nằm đây trên ổ rơm nghèo hèn te tua sơ xác thân tù gầy guộc cứng đơ và chỉ được phủ bởi một cái gọi là cái mền với những vá chùm vá đục đèo chết vì đói chết vì hận thù chết vì đọa đầy chết trong tội nhục đèo ơi ngày cuối cùng của một đời chiến sĩ được kết thúc buồn thảm thế này sao những cơn gió lạnh rít qua phên nữa của lán tù càng làm không khí thêm thê lương, thêm lạnh lẽo. Tôi đứng nghiêm, chào đèo, theo lối chào tay quân đội. Đèo ơi, ta chào mày một lần cuối. Chào một người bạn tù, chào một người bạn cùng khóa thân thương. Chào một lần, cách chào vĩnh biệt tôi nghe như có tiếng phần phật của lá cờ vàng ba sọc đỏ đang bay trong gió. Lá cờ nhẹ nhàng lượn xuống, cuốn gọn hình hài của đèo, rồi bay vút lên cao. Đèo đã được trở về với tự do. Tôi miên man nghĩ về cuộc tự vượt thoát của đèo. Đèo không còn bị đảng, nhà nước, trại tù, cán bộ, bộ đội kềm chế. Đèo không còn phải chịu đựng cơn ác mộng của lá cờ Có ngôi sao vàng với màu đỏ máu Màu đỏ máu đang muốn nhuộm đỏ đời tù Màu đỏ máu đang muốn nhuộm đỏ hơn 70 triệu người dân Việt vô tội Màu đỏ máu đang muốn nhuộm đỏ cả quê hương Trên cao kia tôi thấy đèo đang bay lượn Đang thoát ra khỏi vùng khe thắm đang thoát ra khỏi vùng hoàng liên sơn đang thoát ra khỏi vùng trời quê hương đọa đầy này đèo đang vượt biển thái bình để bay về vùng đất tự do bên kia nửa vòng trái đất đèo đang tìm về với vợ con với người thân với gia đình của đèo nơi ấy mọi người đang ngóng trông một ngày đèo trở về sum họp Phan Công Tôn.